cùng mì thứ đi đâu ăn đó à nha. Tháng tư về, tháng của những trái ô môi chín rụng đầy xanh ở miền Tây sông nước Cửu Long. Và hoa ô môi lại nhuộm hồng cả một góc trời quê. Đâu đó ở miệt thứ, ô môi trổ từng chùm bông dày đặc, xen vào đó là những trái màu nâu đen, dáng cong cong làm cho lòng người xuyến xao, như nhắc về những kỷ niệm thời thơ ấu. Và chính vì thế, ngày hôm nay, miệt thứ thứ 11 sẽ cùng bạn đi tìm trái ô môi. Và hướng đi ngày hôm nay, chúng ta sẽ xuất phát từ thứ 9 rồi, đi thẳng về phía Tây đến xã Tân Hạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Với mọi người, đây là trái ô môi. Chú ơi, ô môi này là nhà mình trồng hả chú? Ở đây mình là thuộc xã nào chú hả? Xã Tân Thạnh, nhưng mà ấp gì chú? Ấp xuống ấp B. Dạ. Nhưng mà hình như con thấy ô môi của mình đó là nó không được thẳng, mà cái này nó cong quá. Mình trồng chung, mình chăm sóc, mình trồng để mình ăn. Dạ. Dạ, năm nay là thất hả cô? Nếu mà trúng thì trái ô môi nó sẽ thẳng hơn và nó bự hơn hả? Nhưng mà nó cong như vậy để ăn có ngon hơn trái thẳng không? Không vậy à. Dạ. Dạ. Ô môi này là bao nhiêu tuổi được cô, ô môi của cô á? Là 10 năm hả chú? Rồi một năm mình thu hoạch mấy lần? Lần hả? Một lần là mùa này. Mùa tháng 3. Tháng 3, cuối tháng 3 đầu tháng 4. Qua tháng 4 là hết rồi. Rồi ở đây mình bán như vậy thì học sinh nó mua hả cô? Dạ. Dạ. Cô bán một trái ô môi này là bao nhiêu tiền cô ha? Dạ. Con là con thấy ở ngoài kia là cái ô môi phải không cô? Rồi, để con xe. Dạ, để con đi ra đó con quay mới được. Và đây là cây ô môi. Vẫn còn một vài trái nha bà con. Cây này thì ít bông. Thơm lắm chú. Rất là thơm luôn. Đây nè, đây có một cái gốc cây chuyên dụng luôn. Dạ. Vậy là mình róc hai bên hả chú? Hai bên. Là mất hết thịt ô môi. Con thấy thơm lắm luôn đó. Thơm, ngâm rượu ngon lắm. Ngâm rượu ngon hả chú? Nhưng mà nó có tác dụng gì không chú? Ờ, nó chỉ thận hay lắm hả? Chỉ thận hả chú? Thận. Thận lắm. Tại ông bà xương được trước giờ phá bỏ cho nó, bây giờ hiếm có lắm mà nó giờ hiếm lắm. Dạ. Nó giờ hiếm dữ lắm. Nhưng mà vì sao ông bà mình lại phá bỏ cái ô môi này hả? Hồi trước cũng cũng tham tiền nữa, rồi bán cho lò đó. À, tức là có một đợt là người ta mua bằng củi, cho nên là mình bán hết. Bán hết. Rồi. Gì ăn cái gì đâu? Dạ. Cái gì ăn hả? Có gì ăn hả? Có gì đâu? Dạ. Cũng có ăn cả nắng cả thân cây đó. Cho gì? Cái vị nó như thế nào hả chú? Nó ngọt mà nó cũng hơi ngọt rồi thì thôi, nó thơm vậy thôi à. Dạ. Wow, để cho mình xem.
rất là hấp dẫn nha bà con. Chú nói là cái này mình ngâm đá mình ăn được, là nói mình sẽ ngâm như thế nào hả cô? Như vậy chắc là con phải nhờ cô làm cho con đi, làm thử cho con, để con trải nghiệm nó như thế nào, với lại là cho mọi người biết. Gà nước vậy thôi. Dạ. Gà bị gì mới ngâm nó thì nó không có bao cụ, mà cụ bỏ vô ngâm nó mới đỏ. Dạ. Còn như nước đá ngâm nó thì nó cũng đơn giản chút đỉnh vậy thôi. Thôi bây giờ cô làm cho con nha. Đây là giải khác rồi hả cô ha? Bỏ hộp luôn rồi vô chẩm đi, hồi chú ăn khi nào chú ăn đúng không? Rồi mình cái mình lấy cái hộp bỏ, mình dạ. Ngậm mình nuốt cái hộp bỏ. Dạ. Giản này làm gấp quýt vậy thôi. Dạ, giống như mình ngâm me hoặc là ngâm ngâm đá chanh, me đó, ngâm vậy tắc đó. Đá me này kia cô ha. Vậy đó, vậy đó. Nhưng mà thường con thấy là mọi người chỉ ăn thì có rắc ra vậy xong là mọi người ăn bình thường thôi. Ăn bình thường thôi. Dạ. Chứ mà người sau này là mới biết ngâm rượu đây thôi, chứ hồi đó thì không chưa có biết ngâm rượu uống. Dạ. Ngâm rượu uống khớp nè, nhức mỏi này, nói chung chị thận chị bá bá chứ. Dạ. Nói chung giờ ở đây cô bán luôn, nhờ người ta ăn ít phải không? Dạ. Ăn thì ít mà, nhưng mà ăn thì nhiều cũng ăn vậy. Nhưng mà người ta mua ngâm rượu. Dạ. Mình sẽ bỏ thêm tí xíu đường. Tí xíu đường. Dạ. Một muỗng cà phê đường, hai muỗng. Rồi nếu mình ăn không hết mình bỏ tủ lạnh là được không cô? Được, không có sao, miễn có sao. Dạ. Rồi. Bỏ tủ lạnh cho 5 6 tháng. Ủa vậy luôn hả chú, 5 6 tháng luôn hả? À đúng rồi, nó ngâm rượu được thì mình bỏ ngâm tủ lạnh được thì nó không có sao hết. Dạ. Nhưng mà cái mùa này vậy là chú ăn nó ngon, còn như mình để lâu quá mình ăn nó không mắc, nó không ngon bằng cái, dạ. Cái mùa của nó vậy. Có cha già mẹ già đó rồi yêu thích gì đó mà mua về ngâm rượu trong dầu. Dạ. Để giờ rồi uống 2 3 năm cũng được, càng lâu mình bỏ. Nếu mình ngâm 5 lít rượu thì mình mua khoảng bao nhiêu trái ô môi hả chú? Còn nếu mà bình thường thì ngâm muốn chừng chục trái thôi. Dạ. Tại đâu đó rồi khi mà ông già rồi dài đó tối múc ly cá ngủ mình ăn cái ly nhỏ nhỏ đó. Dạ. Cha mẹ dài đó rồi tối cha mẹ còn ngủ thôi, một ly gì đó rồi mẹ uống rồi mẹ vô ngủ bình thường. Dạ. Mình thường có gì đó ngủ có gì cũng làm gì uống rồi bổ. Nhìn cũng rất là hấp dẫn đó cô. Dạ. Một năm có mùa cũng như trái cây, một năm thì có mùa xài. Dạ. Nếu mà thì nó có mùa gì năm rồi nó tiếng là về đợi mùa cũng có. Dạ. Ít người chàng chàng rồi ta mới phá bỏ như là cái lò nổ rồi mình nó nói gì đó. Rồi. Ta mình cho cái cảnh thứ khác. Dạ. Ngon, rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt luôn. Đó, vừa chú ngâm rượu ra rồi cái màu nó đỏ dữ lắm luôn. Nó đẹp, nó ngon. Dạ, ở đây nó cũng đỏ nè cô. Nhưng mà cái mùi vị nó rất là lạ. Nếu mà bây giờ cái clip này nó sẽ được đăng lên trang Miệt thứ 11. Mà nếu có các bạn nào đó bạn muốn mua thì bạn đến đâu mua? Cô cho địa chỉ ở đây đi cô. Cũng gần hết. Ê, gần hết. Gần hết. Dạ. Gần hết. Gần hết rồi. Gần hết. Nhưng mà còn một ít đó ai ít. Ai mà đến mà đang thèm ô môi mà đang muốn thưởng thức thì đến nhanh. Đến nhanh thì còn, chứ còn mà đến chậm thì hết rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Giờ mấy người mua lắm luôn đó cô, nhiều lắm luôn đó, mà một ngày là ta mua nhiều lắm, có thể ta ăn. Bởi vì cái mùa này mùa mô. Dạ. Ta cũng thích ăn hết. Dạ. Rồi như ta mua một ít gì ta ăn, có thể ta ăn lắm, ta ngâm rượu. Rồi bây giờ năm có mùa một. Dạ. Có cái chiều đó thôi, cần thiết cái vụ đó thôi, chứ tốt tiền rồi thôi. Rồi cháu mua chừng lấy vụ 50 gram một hẹn, ngày nào được hẹn bỏ thôi. Dạ. Mình ngâm trong bao lâu thì mình có thể sử dụng được hả chú? Tùy cái đó thầy. Càng lâu càng tốt. Càng lâu càng tốt, nhưng mà mình... Cho mẹ già mình uống. Dạ, nhưng mà mình phải rắc ra như vậy hay là mình rắc ra như vậy rồi mình ngâm? Chứ mình chỉ để nguyên trái thì sao ngâm được? Đúng rồi, cưng mua gốc vậy mà cưng phải lấy hộp ra. Dạ, lấy hộp ra, bỏ hộp. Bỏ hộp. Để chung hộp. Con nói nó mà nở, nó ngâm nó nở. Nó nở cái hộp. Nó nở cái hộp ra. Cái hộp nó hơi ấy liền. Dạ. Phải bỏ hộp. Dạ. Hay quá, hôm nay là học thêm được một bài học, có thêm một kinh nghiệm với trái ô môi. Mà thật sự luôn á, con đi rất là nhiều ở nơi ở huyện An Minh mình, nhưng mà tìm cây ô môi rất khó. Nhưng mà cưng muốn tìm mấy tháng này, tháng 3. Đúng rồi, còn nếu mà đi các tháng khác là không biết cây nào là cây ô môi, cây nào là cây khác. Dạ. Cháu điểm gì thì qua năm sau cho đi đồng là cháu ghé chanh đây. Dạ. Chanh đây thì... Là con sẽ quay được một cây ô môi nở hoa rực rỡ luôn.
Dạ. Đúng là khoảng 10 ngày nữa đẹp dữ lắm, hơn con điệp, đẹp hơn con điệp lắm. Dạ.